Vâng, xin gửi lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe đến toàn bộ các anh chị đang có mặt ở trong video được phát trực tiếp từ nhà riêng của em Cường. Ngày hôm nay thì em Cường rất là vui bởi vì được online và ở trong chương trình tối thứ sáu hàng tuần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào nội dung của cái chương trình này nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút. Em sẽ đứng lên để phân tích cả nhà nhé. Thì đầu tiên này, chúng ta sẽ thấy là đầu tiên này chúng ta sẽ thấy là cái ở đây nó sẽ có một cái thanh ngang ra và ở đây nó có một số những cái phần rúm đó. Thì chúng ta sẽ nhìn kết cấu của một sản phẩm này. Đầu tiên em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nhìn nhé. Đây gọi là tư duy thời trang. Cái tư duy thời trang này nó quyết định đến sự thành công của người và đi được xa hay không. Thì chúng ta sẽ nhìn đầu tiên này, chúng ta sẽ nhìn vào form. Nhìn vào form trước khi nhìn vào chi tiết. Thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái form ôm, đúng không ạ? Mọi người có đồng ý đây là một form ôm ạ? Nếu như mọi người đồng ý thì comment đây là số 1 ạ. Nếu như mọi người đồng ý với em đây là một cái form ôm thì comment số 1. Mặc dù cái này thì không, cái sản phẩm này thì không chụp hết, nhưng mà mọi người nhìn vào vào cái fix đồ đây này, thì mọi người nếu như mọi người cũng đồng ý với em đây là một cái form ôm thì comment số 1. Tại sao em biết nó là form ôm nhá, thì em cũng giải thích cho mọi người này. Thứ nhất là các tia nó hướng, nó không chạy được hết quần, cái phần áo nó rất là căng đó, và nó rất là căng thì em về gọi nó là đây là form ôm đó. Thế thì bắt đầu là chúng ta, khi mà chúng ta có form ôm rồi thì chúng ta phải nhìn vào cái tia này này, cái mặt vải này và những cái tia này, thì em phải quyết cái vấn đề thứ hai cộng với cái yếu tố form ôm nữa, tức là nhìn vào bề mặt vải này, nhìn vào hiệu ứng thời trang này và nhìn vào form, vào form ôm, thì em với quyết định nó là chất liệu có giãn đó. Mọi người ai đồng ý với em đây là chất liệu có giãn thì comment cho em số 2 được không ạ? Ai đồng ý với em đây là chất liệu có giãn thì comment cho em số 2 được không ạ? May vải thun được, đúng rồi. Ai đồng ý với em đây là chất liệu có giãn thì comment cho em số 2 được không ạ? Ai đồng ý với em thì đây là chất liệu có giãn thì comment số 2. Rồi ok. Và chúng ta sẽ, khi mà chúng ta nắm được chất liệu rồi này, chúng ta nắm được form rồi này, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết nhé. Thì qua cái phần hướng dẫn của em ấy, thì em cũng muốn là gì ạ? Em cũng muốn là cái cách làm ấy, thì là em đưa ra cho các anh chị các bước làm nó rất là đầy đủ. Đó, thì chúng ta sẽ đi vào tiếp theo này. Đó là chúng ta sẽ đi vào phân tích này. Đây là cái thanh ngang. Thì đầu tiên là đây là cái thanh ngang, thì cái phần cạnh ở trên này này. Thì cứ cái gì nó đè lên cái gì thì chúng ta sẽ làm trước cái đấy, được không ạ? Cái cách làm của về thời trang rất là đơn giản nhé. Những cái gì ở trên thì chúng ta sẽ làm trước. Cái gì ở trên chúng ta sẽ làm trước, cái gì ở dưới chúng ta sẽ làm sau. Thì đấy là cái nguyên tắc làm. Thì đầu tiên là cái thanh nó sẽ ở trên. Đó, cái thanh nó sẽ ở trên cái như cái hiệu ứng lily này này, thì nó sẽ ở dưới. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phân tích vào cái thanh trước nhá. Cái thanh này này là chúng ta sẽ thấy là nó đã khoét ra từ dáng cổ. Nhưng còn cái cạnh này này thì nó sẽ đang chạy về đâu ạ? Đang chạy về ngực. Đó. Đây nhá. Mọi người nắm được không nhỉ? Cái cạnh trên này này thì nó khoét được ra từ cái dáng cổ này, đến đây thì nách thì nó dừng. Còn cái ly này này thì nó lại tạo ra từ cái chiết này lên. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào tạo cái thanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem em Cường hướng dẫn nhé. Hiện tại thì em Cường đang quay live ở nhà nên là nó hơi thiếu thốn dụng cụ một chút. Rồi chúng ta sẽ cùng xem Cường làm nhé.
Đúng rồi, cái bài này thì nó là cái thực hiện cái kỹ thuật chuyển ven thôi. Đầu tiên này, em cường sẽ có một cái form gốc. Đầu tiên em cường sẽ có một cái form gốc này. Đó, sau đó thì em cường sẽ gập đôi lại, bởi vì đây là thể bất đối xứng. Cái gì mà bất đối xứng ấy thì chúng ta sẽ gập đôi. Đúng chưa? Cũng xin phép cả nhà có một cái chia sẻ như thế này. Là ở trên này thì em hướng đến cái người xem ấy là những người không chuyên, nên thành ra em làm chậm và kỹ cả nhà nhá. Làm chậm và kỹ. Nên là những anh chị nào mà có nghề rồi thì là xem thì nó hơi ngứa mắt một chút. Chỉ muốn tua đi thôi. Nên là cũng anh chị cứ thông cảm cho em, bởi vì chúng ta sẽ có người nọ người kia. Đấy. Chúng ta có cái form gốc như thế này ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt 1/2 thân trên nhé. Và chúng ta sẽ nối cái chiết này lên. Đúng không ạ? Nếu mà mọi người rõ rồi thì nếu mà mọi người đến bước này mọi người đã hiểu rồi thì mọi người hãy comment chữ R được không ạ? Để em điều chuyển. Bây giờ em sẽ cắt nhé. Sau đó thì em sẽ cắt. Mọi người đã hiểu rồi không ạ? Nếu mà mọi người hiểu thì mọi người comment cho em chữ H đi ạ. Comment chữ H đi để em cắt. Rồi ok. Thế thì bắt đầu em cắt nhé. Cái sản phẩm này nó không phải là đối xứng. Đối xứng tức là làm hai bên khác nhau. Nên chỉ như thế chúng ta sẽ phải mở đôi mẫu ra. Thế là chúng ta sẽ phải có đường gập đôi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái thân này ra. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn hình tiếp nhé. Xin chào chị Thành nhé, khóa 3D. Tức là khóa 3D miễn phí của thầy khai giảng vào mùng 8 tháng 3, vào 20 giờ mùng 8 tháng 3. Hôm nay thì sẽ bắt đầu cho mọi người tham gia lớp rồi nhé. Hôm nay chắc là hôm nay đến ngày mai thì bắt đầu là chị Thành sẽ được tham gia lớp cả nhà nhé. À chị nhé. Nên là chị cứ yên tâm, không có gì phải nóng ruột ạ. Khóa 3D online miễn phí thì chúng ta sẽ
tổ chức chương trình online trước nhé, chúng ta học với nhau 1 tháng. Sau đó thì vào tháng 4 khi mà hết dịch rồi thì chúng ta sẽ học trực tiếp là 2 ngày nhé. Còn những anh chị nào ở xa thì sang năm không có dịch bệnh thì em sẽ tổ chức một cái chương trình ở thành Sài Gòn. Em cũng từng vào Sài Gòn để làm một cái chương trình offline trong đấy rồi và rất là thích những anh chị ở trong Sài Gòn. Tiếp theo này, đây là cái chiết này của em nhé. Thì cái phương pháp này chúng ta sẽ dùng, nó là phong ôm mà. Phong ôm thì là chúng ta sẽ không còn những cái chiết ở đây nữa. Nên chính vì thế bước bước 2 này, bước 2 là chúng ta sẽ nối cái chiết này lên trên đỉnh, nối tất cả hai cái chiết này lên trên đỉnh hết. Cái chiết bình thường đang cách ra 1,5 á, cách với đỉnh ngực, tức là hai cái chiết cách nhau 1,5. Thì cái mục đích của cái đầu chiết này này, tức là nó như bên này này, nó không nối tới cái đỉnh này, bởi vì lý do là để giảm cái độ nhọn ngực. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ dùng để chúng ta quay nó lên trên phần vai để tạo ra cái hiệu rúm ấy, nên là chúng ta sẽ phải đó. Mọi người có thể vào trên tường, mọi người có thể vào trên tường cá nhân của em Cường nhé, để xem cái video hướng dẫn để nhận món quà mùng 8 tháng 3. Đấy. Nhận cái khóa 3D online miễn phí này nhân dịp mùng 8 tháng 3, cũng như là nhân dịp Học viện Việt Mốt thành lập lần, tức là kỷ niệm lần thứ 7 thành lập, hiểu không ạ? Nối lên đỉnh này. Đến chỗ này mọi người đã hiểu chưa ạ? Nếu mà hiểu rồi thì comment cho em chữ H để em chuyển bước tiếp theo là bước 3. Em sẽ hơi chậm chạp chạp một chút nhá cả nhà nhá, hơi chậm chậm để cho tất cả anh em đều hiểu. Ở đây thì cũng xin cả nhà là em sẽ là phục vụ những anh chị, mà tức là em chỉ mong muốn là tất cả những anh chị đều vào xem livestream của em đều hiểu, nên là em sẽ đi chậm một chút, bởi vì em biết là trong group của em là có rất là nhiều những anh chị là dân tay ngang, nên là chúng ta sẽ cùng nhau tương tác thì sẽ đi nhanh. Rồi, những chị nào hiểu rồi thì comment chữ H cho bắt đầu em đi ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt bước 1 này, là chúng ta sẽ sao phong gốc và cắt ngang đường ngang eo. Đấy là bước 1 nha. Mọi người ghi ạ, bước 1 này. Mọi người mà có giấy bút thì mọi người ghi ở giấy bút này. Nếu như mọi người mà không có giấy bút ấy thì mọi người ghi luôn vào màn hình cho em được không? Bước 1 này. Em đọc cho mọi người ghi này. Bước 1 là sao phong gốc, tức là phong gốc là cái phong của công thức của mình tạo ra đấy. Sao phong gốc và cắt ngang đường ngang eo. Cắt ngang eo. Sao phong gốc và cắt ngang eo. Bước 2 này là kéo đỉnh, tức là kéo hai chiết lên đỉnh. Bước 2 là kéo hai chiết lên đỉnh ngực. Chị Nguyễn Nguyệt à, chị Nguyệt Anh à, khóa nâng cao thì khóa cơ bản và khóa nâng cao thì bên em cũng có nhé. Nhưng mà đợt này dịch thì em làm cái khóa về váy đầm chuyên sâu. Đó. Khóa về váy đầm chuyên sâu. Xin chào chị Nhàn. Chỉ duy nhất lần này là dịch thì em làm cái khóa váy đầm chuyên sâu như học trực tiếp luôn. Thì cái khóa này là 16 tháng 3 khai giảng. Bước 2 này, mọi người ghi vào màn hình cho em nhé. Đấy, còn thì tí nữa chị inbox cho em thì em sẽ tư vấn cái chương trình váy đầm chuyên sâu online này cho chị nhé. Có nhiều người hỏi em online quá nhưng mà em sợ là, tức là em sợ nhiều thứ. Nhưng mà đợt này dịch thì em làm online, tức là làm online như học trực tiếp thì
học viên của em nói chung chỉ rơi vào khoảng 15 người thôi, em không tuyển nhiều bởi vì em không sửa được bài hết cho mọi người, nên là thành ra em không tuyển nhiều đâu. Tí nữa chị Nguyệt mà quan tâm đến cái vài đâm chuyên sâu online của em thì mọi người chị sẽ nhắn tin cho em. Ở trên này em đang hướng dẫn bài. Bước 2 này là kéo lên hai cái chiếc này lên đỉnh, được chưa? Mọi người ghi đi ạ. Đúng rồi. Mọi người ghi bước 2 này. Tại sao phong gốc và cắt ngang eo? Tại sao phong gốc và cắt ngang eo? À, tại vì cái phong gốc này là không phải xây dựng công thức nữa, mà cái là cái form mà mình thích cái sẵn ra ấy, để mình phát triển thời trang. Còn cắt ngang eo bởi vì lý do là cái chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp xoay chuyển ly tâm, tức là quay cái chiếc này đi thì chúng ta sẽ phải cắt ngang eo để chúng ta có thể xoay được nó đi. Đây này, ví dụ như là nếu mà nó liền ấy thì nó không xoay được đấy, nó khó thực hiện cái phương pháp này. Không phải là không xoay được mà nhưng mà nó sẽ khó. Nhưng mà đấy, còn bây giờ em cắt ngang eo ra thì em sẽ quay được cả hai cái chiếc lên cổ. Đấy thì đấy là cái phần giải thích của em nhá. Thế thì có ai có câu hỏi nào nữa không? Rồi, chúng ta sẽ ghi là bước 2 là chúng ta sẽ kéo cái này lên đỉnh. Tức là hai cái chiếc này sẽ kéo hết lên đỉnh. Rồi chúng ta sẽ đi vào bước 3 nhé. Bước 3 này là chúng ta sẽ khoét cổ. Chưa biết là như thế nào chúng ta khoét cổ đó. Thì chúng ta sẽ nhìn ở đây này. Thì chúng ta có thể lấy cái hình ngang bút này này. Em bắt dáng bằng cách là em sẽ ngắm cái ngang bút này, em sẽ kẻ sang đây. Đấy. Em để cái độ chéo của cái bút này đấy, nó tương ứng với cái như thế này. Đây là một cái cách bắt dáng dễ nhất trong thời trang rồi nha. Còn không thì em thường dạy học viên là một là chia tỷ lệ theo anatomy này. Đó, xin chào oanh cô Lương. Xin chào oanh cô Lương nhá. Đó. Thì một này, em sẽ hướng dẫn học viên là theo anatomy này, hai là chia tỷ lệ hình ảnh theo bản đồ này, ba là sẽ hướng dẫn là theo một cái cách nữa là chia cái caro ấy. Còn cái cách mà em hay dùng nhất là cái cách mà em đặt cái bút như này. Đó, để xác định được cái độ chéo. Sau đó thì em đặt ngang ở đây. Thì đó, thì em bắt được dáng luôn. Thì em mới thấy là khi mà em đặt trái thì thứ nhất là cái cổ này là của em là nó sẽ mở rộng ra là 2/5 của vòng nách, đúng không ạ? Sau đó thì nhìn ở cạnh cổ này thì nó chỉ xuống một chút thôi và nó sẽ đi vào khoảng 2/5 của vòng nách, và chúng ta sẽ bắt được dáng này là nó hơi có độ cong một chút. Khoảng ví dụ em để cái thước ở đây nhé, thì mọi người nhìn thấy không, nó cong khoảng 5 ly đó. Thế thì được rồi, thế nên mình cũng phát sang đây đấy. Nhá, nó hơi cong cong một chút, khoảng 5 ly rồi. Đấy là em được cái cạnh trên của cổ này. Tiếp tục này, em bắt dáng này tiếp này. Bắt dáng này tiếp thì cái dáng nó cổ nó phải cân cân, đúng không ạ? Thì sang đây. Còn cái vòng nách này thì chắc là em sẽ kệ nó thôi. Còn ai mà thích khoét vào thì tùy mọi người. Giả sử nếu như mà sát nách ấy, thì bên này khoét vào 1 phân. Thì bên này cũng khoét vào 1 phân nhé. Còn nếu ai không thích khoét thì thôi. Được không ạ? Thì bây giờ em sẽ kệ đậm lên cho cả nhà nhìn nhé. Em sẽ khi mà em bắt đầu em phát ra rồi này. Tỷ lệ nhỏ. Sau khi mà em được rồi thì em sẽ bắt đầu khoét cái cổ này. Em sẽ làm đậm nó lên này. Đó. Ở đây thì em sẽ vào nách 1 phân thì em có thể cắt đi cái này 1 phân. Tức là mở rộng cái nách ra bởi vì là sát nách chẳng hạn như thế. Cái này thì hoàn toàn là do sở thích rồi nhé. Thì như vậy này,
Như vậy là em đã có cái dáng trên của cổ này. Mọi người đã hiểu rồi thì hãy comment cho em chữ H được không ạ? Hiểu cái mở cái cạnh trên của cổ này thì comment cho em chữ H được không ạ? Thì cái này hoàn toàn là do bắt dáng nhé. Đây cả nhà, bắt dáng sang. Tiếp theo này, rồi tiếp theo này em sẽ kẻ một cái đường thứ hai, kẻ một cái đường thứ hai chéo lên ngực này nhá. Em sẽ kẻ một cái đường thứ hai chéo lên ngực để tạo ra một cái thanh này. Đây thanh này được không ạ? Bước thứ ba này, bước thứ ba là bây giờ em sẽ bắt đầu cắt cái đường này ra. Vứt bỏ cái cổ này đi này. Nếu mà cái đường này nhá, cái đường này cả nhà nhá, cả nhà mà không thích làm nó ngang vào đây mà mọi người có thể mở sang bên này cũng được. Cái thanh bên này mở đây mình nhấc lên được nhá. Tức là cái đường chéo này này, không thích ăn về ngực thì mọi người có thể, em cũng vừa nhìn về cái hình ảnh này thôi. Giả sử mọi người mà thích nó ngang chẳng hạn thì hoàn toàn có thể mở được từ lách ra. Mọi người hoàn toàn có thể mở từ nách này, tức là kẻ một cái đường ngang này tới nách, hoàn toàn có thể mở mở ngang được như thế này. Sau đó thì lại mở chéo cái đường này chui vào đây đúng không ạ, còn cái đường này chui vào đây đấy. Thì nó sẽ tạo ra cái đường, nó nói chung là tùy cái đường chéo này này, mọi người có thể chéo vào ngực được này, hoặc là mình chéo hẳn sang bên sườn, mình chéo được sang bên sườn bên này được đó. Thì cái đấy tùy của mình thôi nhá. Thì bây giờ là em sẽ bắt đầu mở nó ra. Trước khi mở thì em sẽ in lại cái hình này. In cái cạnh ở bên dưới nhá. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ mở. Chúng ta sẽ cắt vứt cái cổ này đi này. Bởi vì cái cổ chúng ta được mở rộng ra rồi này. Đó. Chúng ta sẽ cắt vứt cái cổ này đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Chúng ta cắt cái đường này ra. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấc nó lên. Nhấc nó lên thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa một cái miếng giấy vào.
chúng ta sẽ đưa cái tam giác này vào nhé. Cái tam giác này thì chúng ta có thể cắt khoảng 5 phân và dài sang bên này, độ rộng này khoảng 5 phân. Em sẽ gạch cái này đi này. Đó. Và chúng ta sẽ gập lại thì nó sẽ lại về lại cái ban đầu này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Nó tạo ra cái dải này. Còn cái cạnh ở trên này thì nó sẽ làm sao nhỉ? Cái cạnh ở trên này này thì chúng ta sẽ lộn với đáp. Ta sẽ lộn với đáp. Bây giờ chúng ta sẽ gập đôi lại, gập đôi cái tam giác này ra. Sau đó thì chúng ta sẽ chia đôi cái này ở bên trong này này. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển cái chiết này về đây. Em sẽ cắt giữa cái tam giác này ra nhé. Chúng ta sẽ gập lại cái này và chúng ta sẽ cắt lại cái đường lách này. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt cái đường giữa này ra nhé. Sau đó thì chúng ta bổ chéo như thế này. Đó thì chúng ta sẽ rất là nhiều cái ý tưởng để chúng ta làm. Sau đó chúng ta đóng vào thì nó sẽ mở ra này. Chúng ta làm như em ấy thì nó mới sạch được mẫu nha, bởi vì nó sẽ chui được vào bên trong này. Và chúng ta sẽ bắt đầu cắt tiếp này. Chúng ta sẽ mở nó ra tiếp. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu cái miếng này chúng ta có thể rạch nó ra được rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ mở cái này ra lên đây để tạo ra những cái hiệu ứng zoom zoom ấy. Ở cái chiết này thì chúng ta có, nếu mà chúng ta muốn làm 2 đến 3 tia ấy, thì chúng ta có thể ngắn cái đầu chiết này đi. Chúng ta làm ngắn cái đầu chiết đi nhá. Thì bắt đầu chúng ta lại kẻ vào đây cho em. Sau đó thì kẻ một đường lên nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ sập nó lại tiếp. Đây chính là cái miếng mà em cắt lúc ban đầu này. Em sẽ cắt khoét cái đường này ra. Khoét cái miếng này ra này. Thì nó có hai cách là em có thể cắt nát cái này ra và bổ ra để xòe nó ra thêm để tạo ra cái nếp này. Thì cái miếng này bây giờ nó cẩu lên đây rồi, bây giờ em có thể gập cái đường này xuống anh nhá. Thì khi mà em đã sao được cái miếng này ra rồi thì em sẽ cắt bỏ cái phần trên này, em không dùng nó nữa. Đó thì bây giờ cái miếng này nó hoàn toàn tách riêng ra và bây giờ em sẽ cắt nát cái này ra. Làm kỹ thì là cắt nát này nhá, còn nếu mà em mà lười lười thì em sẽ cắt
Nếu như mà em lười ấy thì em sẽ tạo ra một cái hình chữ nhật. Bây giờ em sẽ xếp nó lại này. Mọi người nhớ phải nhớ thứ tự của nó nhé. Khoan, mọi người để đánh số nó vào. Và em sẽ xếp cái này vào này. Cái khoảng cách này là bao nhiêu ạ? Cái khoảng cách này bao nhiêu? Thì em sẽ để ở đây. Em sẽ tô màu này nó lên nhá. Như vậy là em đã có một cái miếng chữ nhật lên trên này rồi. Đó. Miếng chữ nhật như thế này rồi. Còn bây giờ cái miếng thủng thủng này này, chỉ trên dập nó không thủng. Bây giờ em sẽ đặt nó lên một cái tờ giấy mới. Em sẽ dán nó lại. Vừa đẹp nó hết bằng dính. Thì nó được như thế này cả nhà nhé. Đó. Thế chưa nhỉ? Thế bây giờ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ zoom nó lại. Chúng ta sẽ không xếp ni ở đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ zoom nó lại. Cái giấy này thì nó hơi khó zoom một chút đấy. Thì cái ô này của nó rất là to này. Thì mọi người có thể không chuyên ni và mọi người có thể tạo ra nhiều nhiều lớp nếp rúm. Đó. Thì cái phần rúm thế này. Cái phần rúm thế này khi mà rúm tới đây thì cái cạnh này nó lại chập về về cái cạnh này. Đó. Thế thì cái phần thừa của cái phần thừa này này nó lại hướng vào đầu ngực, nó tạo form khối lên. Thì nó tạo được cái form ôm. Đấy. Đấy nhá. Sau đó cái phần vai này. Thì bây giờ em sẽ vò nhào nó đi.
Thì khi mà cái phần này em được kéo nó vào này thì nó sẽ tạo ra cái phần phồng của ngực, và hai cái này gặp vào nhau thì nó sẽ được, đó, nó sẽ được như mẫu. Bây giờ em sẽ làm cẩn thận hơn nhé. Trên vải thì nó sẽ mềm mượt mượt mà như thế này. Chết to rồi, cả nhà ơi, em hết băng dính rồi. Em dùng tạm băng dính này cả nhà nhé, em hết băng dính rồi. Anh chị nào muốn học 3D miễn phí của em Cường thì mọi người có thể truy cập vào trang cá nhân của em Cường để làm theo hướng dẫn nhé. Chúng ta sẽ làm rũ cái này này. Thì cái phần đó thì đây nó rũ vào rồi này, thì nó lại sẽ về đây này. Cái này sau này sẽ gập ở bên trong mà cả nhà. Tiếp theo này, chúng ta sẽ làm rũ tiếp cái phần vai này nhé. Khi mà cái phần vai này nó rúm lại này, nó sẽ tạo khối phần ngực bên này. Sau đó thì cái cạnh này chúng ta sẽ gập nó lại. Em Cường hết băng dính rồi cả nhà ơi, nên là em Cường sẽ Cường đang làm ở nhà nên là thành ra là cũng không đủ dụng cụ đấy, cả nhà thông cảm cho em Cường nhá. Và bây giờ em Cường sẽ mặc lên canh nhé cho nó đẹp. Đây cả nhà nhá, phần rúm này này, và chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh nhé. Và chúng ta sẽ lên vải. Chúng ta sẽ khi mà chúng ta sẽ lên vải ấy, thì nó sẽ rúm và tạo ra một cái hiệu ứng vô cùng là đẹp luôn.
Đó, đây nha. Đó. Khi mà chúng ta lên vải thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở đây thì em Cường thầy hướng dẫn như thế. Ở đây em Cường dán thì chúng ta sẽ không đủ cái dụng cụ nên là thành ra chúng ta cũng dán một cái giấy màu này cũng hơi khó nhìn một chút. Nên là cũng cả nhà thông cảm. Anh chị nào có câu hỏi nào không? Nếu mà không có câu hỏi nào thì mọi người em sẽ dừng cái video ở đây nhá. Thì những cái vấn đề thứ hai là vấn đề về cái chương trình 3D miễn phí của em Cường ấy, thì sẽ được tổ chức vào mùng 8 tháng 3. Thì đây là cái chương trình mà tri ân những anh chị đã đồng hành với em trong vòng 7 năm qua, vì đây là cái ngày mùng 8 tháng 3 là ngày Học viện Thiết kế Thời trang Việt Mốt được thành lập. Đó, thì đây là một cái chương trình vô cùng là ý nghĩa và tri ân. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì em cũng được hướng dẫn mọi người cái hiệu ứng thời trang là rúng 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 vai. Đây cũng chúng ta sẽ cùng xem và chia sẻ cũng như là thực hành. Nên sau đó mọi người sẽ có thể làm thử. Còn những anh chị nào mới thì có thể theo dõi những cái link Facebook, tức là em tổng hợp những cái đường link Facebook trong các series chương trình mà em đã thực hiện rồi ở ghim ở trên tường ấy. Còn nếu mà không ghim thì mọi người kéo sâu sâu xuống một chút nữa thì có rất là nhiều những cái video. Còn nếu như mà mọi người mà tìm mà không thấy thì mọi người có thể lên trên trang YouTube của em là search là Cường dạy cắt may hoặc là dạy cắt may Việt Mốt chẳng hạn, thì nó sẽ ra cái link face YouTube của em, thì mọi người có thể ấn đăng ký kênh để mọi sau đó thì mọi người có thể vào cái danh sách kênh của em, mọi người có thể xem những cái rất là nhiều những cái video em chia sẻ mình, tức là rất là nhiều năm qua từ cơ bản cho đến nâng cao ở đấy. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.